Trước mặt cô chú chị mình đây có thể thấy một cái tuyến đường rất là rộng, 4 làn đường ha. Và cái lượng xe giao thông ở tại tuyến đường này cũng rất là đông anh chị ha. Nãy giờ xe chạy qua chạy lại rất là ồn nên là em chờ xe qua nên em nói cho nó rõ hơn ha. Đây. Hiện tại mặt tiền đường này là đường Suối Rau Phước Tân anh chị ha. Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và vị trí em Điền đang đứng đây dường như là giữa hai huyện giao nhau, là giữa huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. Mình đi qua tới đây một chút xíu là mình qua được cái ranh giới của cái địa phận của huyện Xuyên Mộc rồi anh chị ha. Thì cung đường này là cung đường mà nối từ Phú Mỹ ha, thị xã Phú Mỹ về tới xã Bình Châu ha. Tuyến đường này thì giao giữa hai quốc lộ ha, quốc lộ hướng trước mặt đây ha là quốc lộ 55 ha, xin lỗi anh chị, quốc lộ 56 ha, đi Bình Ba, đi Bình Ba Châu Đức rồi đó anh chị, và đi Phú Mỹ ha, Hắc Dịch, Túi Tiên rồi đó anh chị, là đi cung đường này ha. Và hướng ngược lại đây là mình sẽ đi tới cuối cung đường này luôn. Cuối tuyến đường này là sẽ giao với lại quốc lộ 55. Tuyến đường 55 thì cô chú chị cũng đã biết ha, thông qua tới Bình Thuận luôn ha. Đó. Vị trí em Điền đang đứng đây thì cũng không có gần biển lắm đâu ha. Nếu mà cách biển gần nhất thì khoảng là 20 km là biển Hồ Tràm anh chị. Đó. Hôm nay em Điền review một cái bất động sản mà nằm ngay mặt tiền đường này luôn anh chị. Đó, mà giá cực hời luôn anh chị ha. Trước khi vào bất động sản thì em Điền sẽ cung cấp cho cô chú chị những thông tin cơ bản về bất động sản này ha, và xung quanh đây. Hiện tại bất động sản mình á thì có là 33 mét ha, 33,8 luôn ha, gần 34 mét mặt tiền đường này, và sâu của nó là 68 mét anh chị. Tổng diện tích là 262 anh chị ha, 2200 m² anh chị. Đó. Mặt tiền đường này ha, rất là lớn luôn. Đó, và giá cực rẻ nha, em Điền sẽ báo giá trước luôn ha, để khỏi mất cái thời gian cô chú chị xem video clip của em Điền. Tổng giá bất động sản này thì đang được rao bán là 6,2 tỷ anh chị. Giá đang ngợp anh chị ha. Nói thực sự ra thì đúng là cái thời điểm này rất là ít cái lượng khách mà đi mua đất giống như hồi xưa. Nhưng thực sự ra em Điền nói nè, nhưng thực sự ra nếu mà có đất rẻ, đất ngợp thì vẫn có rất là nhiều khách mua ha, mua và mua rất là nhanh luôn. Đó nên là cô chú chị xem video này và cảm thấy mà thích bất động sản này thì cố gắng sắp xếp ha, về xem sớm nhất có thể. Tại vì em Điền cảm thấy là lô đất này rất là rẻ anh chị, tại mặt tiền đường này mà chỉ có là tính ra là chưa tới 190 triệu một mét ngang đường này, mặt tiền tính theo mét ngang nha. Mà trong khi đó bất động sản mình lại có hai mặt tiền đường chính là mặt tiền đường Suối Rau Phước Tân, còn mặt tiền đường sau của mình là đường bê tông thôi, nhưng mà đường ô tô anh chị ha. Đường đó thì cũng là thông thương hết chứ không có cục đó đó. Quay lại vấn đề chính là bất động sản mình là có đây ha. Bây giờ em Điền sẽ chỉ ranh cho cô chú chị mình luôn ha. Đây anh chị, tại vì sao bất động sản mình thì nằm phía bên kia ha, nhưng mà em Điền đứng đây để mà quay cái phần em Điền đứng đây để mà cho cô chú chị mình có thể dễ nhìn, dễ quan sát hơn ha. Em Điền đứng bên đó thì anh chị có thể thấy là thấy cái bậc đất thôi, cái bậc đất của cái tầng đất của bất động sản mình thôi ha. Tại vì bất động sản mình thì cao hơn đường rất là nhiều anh chị. Đó, như những cái nhà hộ dân gần đây thì cô chú chị thấy nè, người ta sẽ làm cái lối lên giống như cái đường đèo vậy anh chị, làm cái dốc lên ha. Đó, để mà lên được cái nhà của mình. Đó, xung quanh dân ở đây đều vậy ha. Xung quanh đây thì dân ở hiền hữu rồi, nói chung là cũng không đông lắm, nhưng mà lai rai cũng gọi là đa số là đất vườn ha, đất người ta lớn, đất sao đó. Đây anh chị ha, bây giờ em đi sẽ chỉ ranh nha. Ranh của bất động sản mình thì từ đây nè, ngay cái chỗ cái cây to đó. Đó, đúng rồi, ngay rào đó ha.
đổ qua phía bên phải đây đây, qua bên đây là 33 mét anh chị ha, gần 34 mét. Đó, mặt tiền đường này đó. Trước đất thì mình thì có điện ba pha rồi đó. Điện ba pha và điện sử dụng gia đình là có hết rồi. Xung quanh đây thì tất nhiên là nước máy đã có luôn rồi anh chị ha, nước sạch ha, nhưng mà mình vẫn khoan giếng vẫn có nước ha. Đó. Về cái vấn đề chất đất ở đây thì rất là màu mỡ rồi, màu đất đỏ Ba Giang. Anh mình thì tới đây anh chị ha, qua bên đây. Đó. Hiện tại trên đất mình thì đang là trồng tràm, cũng mới trồng chắc đây nửa năm đổ lại thôi ha, đang còn nhỏ. Đó, tới đây là 33m8 ha, mặt tiền đường này. Và đặc biệt nha, đặc biệt bất động sản mình là có sẵn 400 thổ cư rồi anh chị. Đó. Nếu mà cô chú chị không thích mua về làm nhà vườn này kia thì mình có thể là tách sổ ra ha, và mình bán bớt ha. Thì nói chung bất động sản mình thì tách ít nhất là phải 4 lô ha, 4 lô. Đây là mặt tiền trước, nãy giờ em điền quay là mặt tiền trước thôi nha, mà mặt tiền sau của mình á thì đi lên chút xíu đây ha, có đường rẽ bên tay trái nè, cung đường nó cũng mới mở luôn anh chị. Cung đường đó mình đi thẳng ra được đường Ngãi Giao Hòa Bình. Tuyến đường đó mới mở đây thôi. Nếu cô chú chị nào mà xem video này mà chưa biết cái vị trí cụ thể ở đâu á, thì cô chú chị có thể lên Google Map ha, chùa gõ là chùa Chánh Giác Suối Rau ha. Thì chùa Chánh Giác Suối Rau này nằm cách đây khoảng là hơn 100 mét, khoảng 200 mét thôi. Là tới đầu đây là chùa Chánh Quang, chùa này rất là lớn anh chị ha. Nếu mà cô chú chị nào mà bên Phật giáo thì cũng chắc biết cái chùa này. Đó. Thì bất động sản mình cách khoảng 200 mét thôi ạ. Mình có thể gọi lên vị trí đó ha, để biết cái vị trí bất động sản mình nằm đâu, nằm khúc nào ha. Và bây giờ em Điền sẽ đi chạy vào cái mặt tiền phía sau của mình. Đó. Ở bất động sản mình thì đi ra cái hồ suối Rau ha, hồ chứa nước rất là lớn. Nằm bên này, nằm phía khu vực bên này anh chị, khoảng là mình đi khoảng là 1-2 cây số thôi là tới cái hồ chứa nước lớn đó rồi ha. Ở đó thì xung quanh đó nghỉ dưỡng du lịch rất là nhiều. Cái nghỉ dưỡng du lịch mà lớn á, thì nằm ở ngoài đường lớn đây nè, đi vô chút xíu thôi. Ở đó ghi là cái địa danh là Đất Rồng gì đó anh chị ha. Đó, cô chú chị mà hay đi đường này thì chắc cũng đã biết. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào cái mặt tiền phía trong ha, đi lên đây ha, đi lên về cái hướng Xuyên Mộc, mình sẽ có đường bên tay trái nè. Bây giờ em Điền sẽ đi ấy, mình chạy ngược về lại hướng Xuyên Mộc á, thì khoảng là 100 mét thôi là tới ngay cái ngã tư này ha, và mình rẽ bên tay trái nè. Đó, có cái đường ngã tư bự này ha, nói chung là đường này cũng là mới mở thôi anh chị. Đó, đường dưới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì mở lia chia luôn. Cái hướng đường này mình sẽ đi thẳng luôn là ra được Ngãi Giao Hòa Bình ha, đi đường Xuân Sơn rồi Sơn Bình rồi anh chị, Xuân Sơn Sơn Bình rồi đó anh chị. Đó, tới đây thì mình rẽ bên tay trái nè, bên tay trái của bất động sản của mình thì có cái đường bê tông ha, mình đi thẳng vào đây. Đó, đường này thì xe ô tô đi vô tư anh chị ha, xe 7 chỗ đi thoải mái luôn, kể cả xe 16 chỗ nhưng mà né nhau thì không được thôi anh chị. Đó. Dân cư xung quanh đây thì đã có rồi, hiện hữu rồi, dân hơi thưa chút xíu thôi, tại vì thực ra là đất dân ở đây còn rộng nên đâm ra là tổng diện tích đất đó thì chỉ có xây một cái căn nhà thôi. Đây, vị trí đất của mình thì tới đây rồi anh chị ha. Cái bất động sản mình cái ngộ cái này vậy nè, cái mặt tiền ngoài á, mặt tiền đường chính á, Suối Rau á, thì đất lại cao hơn đường, nhưng mà vào trong này á là cái thế đất là đường lại cao hơn đất ha. Nói chung là cái thế đất nó hơi triền xuống á ha. Đây là tới đất mình rồi. Nói chung là cái đường bê tông này mình sẽ thông ra tới cái đường
cái đường của cái hồ Suối Cát á, cái đường lớn 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 anh chị, đường đó mình thông ra được Xuân Sơn, Sơn Bình thôi anh chị ha. Đó. Và hướng này thì hồi nãy em Điền đã chạy rồi, cô chú anh chị cũng đã thấy rồi ha, đi thông ra lại đường đường Suối Rau Phước Tân. Đó. Ranh của mình thì đây anh chị ha, ở sau phía sau thì của mình thì là 30 32 gần 33 mét ha. Hậu của mình thì còn 32 gần 33 mét. Đây, ranh từ đây anh chị ha. Đó. Đổ qua bên này. Nói chung là cái thế đất của mình là tương đối là vuông anh chị. Nói chung là những cái bất động sản mà nằm cái đường lớn á, thì đa số phần đa là sẽ có một cái lộ giới nhất định ha, sẽ có ghi trên sổ luôn, nhưng mà riêng cái bất động sản nằm trên tuyến đường này á thì không có anh chị, không có cái dự án mở rộng nào hết, nên là không có cái lộ giới nào hết anh chị ha, hiện tại là không có quy hoạch mở rộng đường đó. Ranh mình tới đây ha, 33 mét đó, rất là đẹp anh chị, gió cực kỳ mát luôn anh chị ha. Khí hậu ở đây thì khỏi phải nói rồi, mát mẻ. Và đất ở đây thì anh chị cũng đã thấy ha, em Điền đang đứng ở đây thì đôi lúc cây cỏ nó um tùm này kia, anh chị không có thể thấy cái vùng đất ở đây được, nhưng mà em Điền có bay live cam anh chị, bay live cam lên thì thấy xung quanh ha, vùng đất nó rất là đỏ luôn à, cái màu đất thì đỏ rực luôn, là nhìn cái đất là biết là rất là màu mỡ rồi, đất đỏ Ba Giang anh chị. Về cái vấn đề mà trồng cây lâu năm á thì rất là tốt ha. Ở bất động sản mình có sẵn 400 thổ cư ha, tha hồ xây dựng luôn, tha hồ là xây nhà này kia, phân lô tách thửa được hết anh chị. Đó, như mình đang có là kế kế bất động sản mình là con đang có hàng xóm ha, hàng xóm trồng cây ăn trái bên này rất là nhiều này, đó, sầu riêng, chôm chôm, mít thái, đu đủ ha, rất nhiều. Đó. Bất động sản này thì nói chung là 2.200 mét vuông mà làm một cái nhà vườn nho nhỏ ở đây á, mà có cái view cái thế cao như vậy, là làm trồng cây ăn trái, làm trồng trọt này kia ha, rất là sướng luôn anh chị. Đó, nói chung là mát mẻ. Ở trước đất mình thì đang có là ba pha điện, ba pha đi ngang qua luôn ha. Đó, đèn đường có đầy đủ ha. Đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em nha. Nói chung là em Điền cũng đã nói đầu video rồi, là tổng bất động sản này là 6 tỷ 2 ha. Cho là 32 33 m, sâu là 68 m, có 400 thổ cư ha. Đó. Nếu mà cô chú chị mà quan tâm hoặc là thích bất động sản này thì cố gắng sắp xếp về xem sớm anh chị ha. Được thì mình gặp chủ thương lượng trực tiếp luôn. Tại vì thực sự là ở thời điểm này thì giá nó cực kỳ rẻ, cực kỳ ngợp, gia chủ mình cũng đang ngợp anh chị. Nhưng mà cô chú chị mình thượng chí thì mình sắp xếp về sớm ha. Mình không mua thì cũng có người khác mua à, nhưng mà đừng có suy nghĩ là cái thời điểm này là đất đứng không có ai mua đất ha. Rồi em Điền cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.